Cơ duyên đặc biệt giúp Kim Ngân gặp được vợ chồng Tuấn Yến. Hai tiếng má Ngân không chỉ là danh xưng. Theo dõi những tập phim gần đây mà Thúy Nga đăng tải, chắc hẳn mọi người cũng nhận ra những cử chỉ thân thiết của Kim Ngân dành cho vợ chồng Tuấn Yến. Đặc biệt hơn, nữ ca sĩ còn dành cho bé Yến những đặc quyền từ trước tới nay chưa ai được nhận. Cô bé được thoải mái ôm hôn Kim Ngân và cũng là người duy nhất mà má Ngân cho ngồi lên chiếc giường màu hồng đáng yêu của mình. Từ ngày vợ chồng Tuấn Yến và chị Huyền xuất hiện, đôi vai Thúy Nga cũng đỡ mỏi hơn phần nào trong hành trình giúp đỡ Kim Ngân. Nữ ca sĩ cũng vì có tình cảm đặc biệt với cô bé Yến nên gần đây đã chịu khó bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Có thể nói Kim Ngân gặp được vợ chồng Tuấn Yến và gia đình chị Huyền là một sự may mắn. Mỗi người mà chúng ta gặp trong cuộc đời đều là một sự sắp đặt của nhân duyên. Và xin cảm ơn cuộc đời đã sắp xếp cho Kim Ngân gặp được Thúy Nga và vợ chồng Tuấn Yến. Từ một người xa lạ hóa thành người thân, để lý giải cho thứ tình cảm đặc biệt của mình dành cho Kim Ngân, Thúy Nga đã từng chia sẻ, có lẽ Thúy Nga và Kim Ngân là chị em từ kiếp trước, nên càng tiếp xúc càng thương và sẽ không bao giờ buông chị ấy được. 3 tháng là một thời gian không dài, nhưng đó lại là một hành trình cực kỳ nhiều cảm xúc của Thúy Nga khi quyết định sẽ sát cánh giúp đỡ Kim Ngân. Người ta thương Kim Ngân bao nhiêu thì cũng xót cho Thúy Nga từng ấy, hy sinh công việc, thời gian và cả tiền bạc để chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Tôi nói được là tôi làm được. 3 tháng trước ai hoài nghi Thúy Nga không giúp được Kim Ngân, ai xấu bụng nói Thúy Nga lấy Kim Ngân ra câu view thì ngày hôm nay họ đã đều phải câm nín vì sự lột xác của Kim Ngân hiện tại. Thế nhưng quan trọng nhất và vui sướng nhất chính là Kim Ngân đã ý thức được có một nơi là nhà của mình. Và may mắn hơn là Kim Ngân đã có một gia đình mới. Tất cả mọi người đều yêu thương cô. Để được gặp một gia đình chủ nhà như chị Huyền và vợ chồng Tuấn Yến, Kim Ngân phải còn nhiều phúc đức lắm. Vì ở khu bonsai này, kiếm được người nào chịu cho Kim Ngân ở cùng đã cực kỳ khó. Và để họ yêu thương Kim Ngân như người trong nhà thì chỉ có trong mơ hoặc phép màu thôi. Nhưng bé Yến và chị Huyền đã xuất hiện như được sắp đặt trước để đến bên đời Kim Ngân. Vậy thì nhân duyên nào đã giúp cho Thúy Nga gặp được vợ chồng Tuấn Yến và chị Huyền khi bị rất nhiều người từ chối không cho Kim Ngân thuê nhà? Lúc đó mọi thứ gần như chống lại Thúy Nga trong hành trình giúp đỡ Kim Ngân. Mời quý khán giả cùng đón nghe! Còn nhớ đúng ngày này 1 tháng trước, Kim Ngân vẫn ngủ ở khu máy giặt. Dù ban ngày sinh hoạt ở chùa nhưng cứ đến 8 giờ tối Kim Ngân sẽ lại quay về chỗ cũ ngủ ngoài trời. Biết ý Kim Ngân không muốn ngủ lại ở chùa nên Thúy Nga quyết tâm thuê cho Kim Ngân một căn phòng mới. Thúy Nga đón Kim Ngân vào một buổi sáng đẹp trời. Má hai kêu lớn, Kim Ngân tin vui, có phòng đẹp. Còn Kim Ngân thì hào hứng trả lời, đâu, đâu, dẫn đi coi, hai má con mình đi coi. Sau nhiều vất vả, Thúy Nga đã tìm được một căn phòng tương đối phù hợp, có lối đi riêng và toilet riêng ở gần phố bonsai rất tiện cho Kim Ngân đi lại. Ban đầu chủ nhà cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Kim Ngân, thậm chí đã giao cho Thúy Nga chìa khóa nhà riêng. Nhận được tin này, Kim Ngân vui vẻ ra mặt háo hức cùng Thúy Nga đi xem nhà và bàn đủ chuyện trên đường đi. Tuy nhiên, bất ngờ Thúy Nga nhận được cuộc gọi từ chủ nhà đổi ý không cho Kim Ngân thuê nhà vì sợ. Thúy Nga cho biết cô rất buồn vì chuyện này. Cũng may lúc nghe điện thoại cô kịp thời tắt loa ngoài để Kim Ngân không nghe thấy. Thúy Nga đến tận nơi nhưng đành ngồi trước cửa nhà để Kim Ngân trên xe còn mình gọi điện thoại tiếp tục năn nỉ chủ nhà. Chị ơi, em muốn nói chị nghe là ban ngày chị Kim Ngân luôn ra ngoài, không bao giờ ở nhà. Đến tối mới về ngủ và ngủ rất bình yên, không la hét hay làm gì cả. Em cũng có người lo đưa đón Kim Ngân đàng hoàng và bản thân em cũng lo cho Kim Ngân nên chị đừng lo chuyện Kim Ngân quậy phá. Đáp lại lời Thúy Nga, chủ nhà kiên quyết từ chối thẳng. Thôi thôi, tôi suy nghĩ rồi, bây giờ tôi là đàn bà, đi làm cả ngày. Đến 10 giờ tối mới về nên cô thông cảm kiếm chỗ khác cho Kim Ngân ở. Vì biết trường hợp của Kim Ngân hơi đặc biệt, nên Thúy Nga vẫn cố tiếp tục thuyết phục thêm bằng cách trả thêm tiền nhà. Chị ơi, em biết vấn đề Kim Ngân hơi khó nên cũng trả thêm tiền nhà cho chị. Tiền nhà là 600 đô thì em trả thêm cho chị. Em thấy chỗ nhà quá hợp với Kim Ngân vì ngay phố Bonsa, tiện cho Kim Ngân đi lại.
chị cứ cho em giúp thử Kim Ngân một thời gian ngắn coi thế nào được không ạ? Dù Thúy Nga đã cố năn nỉ hết lời, nhưng chủ nhà vẫn thẳng thừng từ chối. Không được đâu, mong Thúy Nga thông cảm cho mình, tôi không thể cho Kim Ngân thuê được. Nghe xong đáp án này khiến gương mặt Thúy Nga lộ rõ sự thất vọng vì chờ mong rất nhiều. Sau khi cúp máy, cô buồn phiền chia sẻ, tôi đang buồn lắm, sáng nay cứ tưởng có tin vui mà giờ lại thành tin buồn. Tôi đang không biết nói với Kim Ngân thế nào đây, Kim Ngân cứ tưởng được dắt tới xem phòng đấy, còn đòi xuống xem mà tôi không dám cho xuống, phải ra đây ngồi nói chuyện riêng. Lúc nãy chị chủ nhà gọi điện thông báo không cho mướn phòng nữa khiến tôi hết hồn. Sau hôm đó Thúy Nga phải cầu cứu cộng đồng mạng, nhờ mọi người chia sẻ thông tin để tìm căn phòng phù hợp cho Kim Ngân ở, thì đúng lúc này cũng là thời điểm mà bé Yến xuất hiện. Bé Yến là khán giả đã theo dõi Kim Ngân từ những ngày đầu tiên, không bỏ sót tập nào. Xem đến tập Thúy Nga đưa Kim Ngân đi thuê phòng nhưng bị từ chối, chị Huyền đã khóc rất nhiều. Và bé Yến cũng rất thương chị Kim Ngân nên đã chủ động liên lạc với Thúy Nga để ngỏ ý cho Kim Ngân thuê phòng. Thúy Nga nhận được tin từ bé Yến thì mừng cả đêm không ngủ được. Nói rằng đây có lẽ là một nhân duyên mới cho Kim Ngân, cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Những gì Thúy Nga mong chờ đã thành hiện thực. Ngày đầu tiên gặp chị Huyền, ngay từ giây phút nhìn thấy chị, Kim Ngân đã tự động nói, về đây ở với người tốt và mỉm cười với chị Huyền. Từ giây phút đó trở đi, Kim Ngân đã có một gia đình mới. Hơn 30 ngày trôi qua, cũng là những ngày tháng mà nữ ca sĩ cảm nhận được nhiều tình yêu thương nhất sau 30 năm lang thang cô độc. Vợ chồng Tuấn Yến thương Kim Ngân như mẹ ruột, đúng với danh xưng má Ngân. Đặc biệt là bé Yến, cô bé yêu thương Kim Ngân vô điều kiện. Những khoảnh khắc cả gia đình chiều chuộng mỗi khi Kim Ngân giận dỗi, làm đủ mọi việc để đổi lấy nụ cười của Kim Ngân luôn gây xúc động mạnh và in sâu trong trí nhớ của khán giả. Kim Ngân biết bộc lộ cảm xúc nhiều như ngày hôm nay cũng là nhờ Thúy Nga và gia đình chị Huyền. Cảm ơn gia đình chị Huyền đã cho Kim Ngân một mái nhà. Không chỉ là một nơi về nghỉ chân mà còn là một nơi Kim Ngân muốn về để được yêu thương. Kim Ngân giờ đây không còn giận dỗi nữa, vì Kim Ngân biết, dù mình có giận thế nào thì mọi người vẫn yêu thương mình. Tình cảm chân thành của mọi người đã chạm đến trái tim cô độc 30 năm của Kim Ngân. Đó cũng là lý do khiến Kim Ngân yêu bé Yến và nơi này nhiều đến thế. Nơi Kim Ngân được ăn bữa cơm gia đình, được nghe hai tiếng má Ngân, được trải qua cảm giác luôn có người bên cạnh và quan tâm đến mình. Những điều đối với mọi người có thể rất quen thuộc, nhưng Kim Ngân thì đã khao khát suốt 30 năm nay. Tin và mong rằng trong thời gian sắp tới, Kim Ngân gặp được bác sĩ sẽ chịu uống thuốc cho mau hồi phục, để những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời của Kim Ngân sẽ luôn hạnh phúc và rạng rỡ như nụ cười của Kim Ngân mỗi khi ôm bé Yến. Cùng cầu chúc cho Kim Ngân nhé cả nhà. Hãy để lại một bình luận để lan tỏa yêu thương và dõi theo hành trình của Thúy Nga Kim Ngân. Cảm ơn khán giả đã theo dõi video. Chúc cả nhà nhiều niềm vui trong cuộc sống.